Ngon quá em ơi. Ngon quá. Hello, xin chào cả nhà. Thì sau 2 tuần bị Covid thì hôm nay là cũng chính thức là cũng khỏe lại rồi. Thì hôm nay là bữa nay giờ chiều 4 giờ bên này. Thì bây giờ mình đi làm cái bánh gọi là upside down, là bánh đảo ngược á. Thì ở dưới là có bơ với là chuối hay gì đó. Rồi mọi người cùng đi làm với mình nha. Rồi trước hết mình cho một cái trứng vô kìa, một cái trứng thôi nha bạn. Một phần 3 cup đường, 3 2 cup. Phần bột trước nha. Đây, một cốc dầu ăn. Một phần ba cốc sữa tươi. Xíu vào đi nè cho nó thơm. Rồi bây giờ mình sẽ trộn hỗn hợp này. Dịu lại, cái ngọt nó dịu lại chứ. Đây, chỉ muối rồi. Rồi, bây giờ bỏ một cốc rưỡi bột. Một thêm nửa cốc nữa. Hai nửa cốc hả? Một cốc rưỡi bột. Một cốc rưỡi bột thì cho khoảng chừng cái này rất là quan trọng nha bạn, còn cái này là mấy đây baking powder đây các bạn, bơ tan chảy ra rồi nè, thì mình bỏ 2 muỗng đường đường đen đường nấu rồi. Thêm 1 muỗng rưỡi thôi, bây giờ nó có jam nó ngọt rồi. Đây, mình thấy ta trộn đều lên. Giờ mình bỏ cái giờ bỏ cái jam vô nha. Sao cho nó trả lại cái nhân. Giờ cái bánh này chuẩn bị vô lò đi. Thấy gì ngon không? Rồi, bây giờ bỏ nó vô thôi. Cái lò mình đang là ở 350 độ hả bạn. Rồi, vô. Bây giờ mình chỉnh cái thời gian này khoảng chừng 30 phút. Đó, 30 phút nữa nha. Rồi, giờ ở đó chờ chị nha cưng. 2000 years later.
Yeah, it's good. Rồi xong một cái bánh. It's so good, right? No. Upside down. You want it upside down? Yes. Cũng đã làm xong rồi bạn. Đây, nhìn hấp dẫn không? It's good. That is good. Really? Seriously. I put not enough baking powder. Cake like this? An upside down cake? It could be a little fluffier than this, but you don't want it really fluffy. You want it nice and heavy. Because when you flip it upside down the way you're supposed to, before you cut it and serve it, you want it heavy enough that all the juice just doesn't run down and turn it into a soggy mess on the inside. So this is actually really good. Really? Yeah. So you say ngon quá em ơi. Thiệt ngon không? Really good. Ngon. 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 Ngon quá em ơi. Ngon quá.